Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Kidin Minecraft đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với một video Minecraft 100 ngày mới. Ok, bắt đầu video thôi nào. Một cái tên gần đây đang làm mưa làm gió và khả năng cao sẽ lọt top trong những hạng mục của Game of the Year năm nay. Không ai khác, đó là Elden Ring, một tựa game nhập vai với bối cảnh và cốt truyện vô cùng đen tối, nhưng thứ đây là ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ cho những game thủ, đó chính là phần gameplay siêu trầm cảm của nó. Coi tới đây rồi thì các bạn sẽ hỏi là có cách nào để biến Minecraft thành Elden Ring được không? Thì mình xin thưa là có nha các bạn. Mình đã tạo ra một Elden Ring thu nhỏ trong Minecraft bằng một mod pack với 60 mod khác nhau ảnh hưởng mạnh đến gameplay của Minecraft. Và để giống Elden Ring hơn thì mình xin phép gán cho nó một cốt truyện logic hơn. Thế giới trong Elden Ring được cai trị bởi những vị thần ở nhiều cực của thế giới, tạo ra một cực vô hạn, hình thành nên vạn vật trong thế giới và tạo ra khối vô hạn mang tên Elden Block. Nhưng rồi chiến tranh giữa các vị thần nổ ra, nó đã khiến thế giới rơi vào cảnh hỗn loạn tột cùng. Khi đó, nhiều thế lực bóng tối và các bộ tộc khác nhau đứng lên chém giết với nhau để giành lấy Elden Block. Các vị thần cũng bị biến thành những con quái vật khát máu. Chúng ta sẽ vào vai một kẻ bị lưu đày trong thế giới này, tiêu diệt những vị thần và hành trình thế giới này, chiếm đoạt lại Elden Block và trở thành Elden Lord. Mình xuất hiện tại một vùng đồi núi hiểm trở, phía bên dưới là một hung lũng với những cánh rừng và bầu không khí khá là căng thẳng khi mình có thể ngửi được mùi sát khí phát ra. Mình lút cái lút bát có trên tay mình và nguyên một ngày hôm đó mình chết khoảng 4 lần và quên bật quay luôn các bạn, rất là hảo hán. Mình dành ra cả một ngày đầu tiên để đi farm sắt, đá và gỗ và sau đó mình bị giết bởi một con skeleton và sau 4 lần lượm đồ lại không thành thì mình sẽ phải farm đồ lại từ đầu và quên bật quay luôn các bạn ạ. Sau đêm cắm đầu đi farm thì sáng ngày hôm sau mình cũng đã chế lại cho mình được cây trọng kiếm. Và sau đó mình phát hiện ra con gấu và mình phang nó. Pha này là mình tưởng đâu mình đã có được sức mạnh main chính rồi. Mình bị con gấu nó vả chút xíu nữa là hẹo tại chỗ các bạn ạ. Tuy còn rất là ít máu nhưng mà mình gặp cái đống sắt này mình mê lắm các bạn. Trong những cái sườn núi này thì có rất là nhiều sắt, vậy nên là mình quyết định mình lại đó để mình mai. Và mình bị một con goblin chọc từ phía sau lưng, hẹo tại chỗ. Mình cố gắng quay lại chỗ đó để lấy đống đồ nhưng mà bọn nó đã canh sẵn ở chỗ này rồi, rất là khó lấy luôn các bạn. Mình chạy qua mình hóp được một mớ và coi lấy được cái gì thì lấy. Sau đó mình lấy được một cái cây rìu đá các bạn. Pha này là mình bật chế độ chiến đấu lên để đánh với hai con goblin, nhưng mà 2-1 không chột thì cũng đi cả nhắc các bạn. Mình bị đánh chết tại chỗ. Và lần thứ hai sau khi hư lại thì mình cũng đã tiêu diệt được hết bọn goblin và lấy lại được cái đống đồ của mình. Sau đó mình ghé qua những cái sườn núi này để mình lấy rất là nhiều sắt và nâng cấp cái kỹ năng của bản thân lên. Ở đây thì mình sẽ nâng đam và máu để có thể là có sức mạnh mạnh hơn và máu trâu hơn để có thể quấn lộn bọn nó. Và đặc biệt chúng ta phải cần đào rất là nhiều than nha các bạn, vì than có kinh nghiệm. Mỗi lần lên một kinh nghiệm thì mình sẽ lại có thêm điểm cộng skill. Trong lúc đang đào than thì mình gặp một con slam. Ôi các bạn thấy con slam nó nhỏ xíu à, nhưng con này nó có vỏ các bạn. Do nó quá nhỏ nên là mình đánh nó 10 phát thì trượt hết 9 phát các bạn. Pha này mình còn rất là ít máu, mình định rút cái cây trọng kiếm ra để mình chém nó. Và cái kết là bị nó đánh hẹo tại chỗ luôn các bạn. Thực sự gọi là mình cay, lúc này cay là mình cay đỏ mặt luôn rồi các bạn, không biết nói cái gì luôn. Cũng may là nó còn tha cho cái đống đồ của mình, còn để lại cho mình lấy đồ chứ mấy con goblin như nãy là mình thấy hơi bị mệt đó. Cả ngày hôm đó mình cố gắng đi đào thiệt là nhiều than và sắt để nung ra chế tạo vũ khí. Ở đây mình chế tạo cho mình một cái loại vũ khí đặc biệt đến từ Nhật Bản, đó chính là một cái cây Hantachi, một cái loại vũ khí của những samurai các bạn, sau katana đó. Cái cây này thì chém rất là nhanh và chém rất là dứt khoát luôn các bạn, tuy là nó không bằng cái katana thôi nhưng mà nó vẫn rất là vip nhá. Sau đó mình lại tiếp tục đi đào sắt để chế cho mình full cái bộ giáp sắt để chống chịu khỏi đợt tấn công của những con quái các bạn, do là quái đây nó mạnh lắm. Cuối cùng thì màn đêm cũng đã buông xuống, cũng chính là lúc chúng ta cần phải đề cao cảnh giác tột độ. Ở đây mình nung ra những cái loại đá nhẵn và mình chế cho mình được cây skeleton spear, một cái cây vũ khí tiếp theo của mình. Cây này thì có sát thương tới 11 đam và nhìn nó khá là giống cái cây đao của Quang Vũ các bạn. Cây này thì tầm chém khá là rộng, chém nhanh và còn khắc chế nữa. Sau khi đồ đạc và hạng nóng đã chuẩn bị đầy đủ thì mình chuẩn bị băng qua cái khu rừng này để thoát khỏi cái sự chi lụng của mấy con quái trong rừng các bạn. Đêm đó thì mình đụng độ với rất nhiều những con zombie. Khi mà màn đêm buông xuống thì những con zombie nó cũng đông hơn và nó mạnh hơn rất là nhiều luôn các bạn. Nó có thể đánh hơi được chúng ta từ rất là xa.
Nhưng mà với khả năng chém lộn của mình thì mấy con này chả là cái gì các bạn. Mình đang phê pha thể hiện sức mạnh man chính thì ở đâu lòi ra nguyên con người sói. Nó được búp sát thương cao và tốc độ. Cái pha này mình tưởng nó là zombie các bạn. Mình chém lý lịa ông địa luôn. Xong rồi mình bị nó gượt chạy tứ phương tám hướng các bạn. Pha này mình không chạy là bị nó quất một cái là heo tại chỗ luôn các bạn ơi. Mình phải chạy để mình hồi máu lại rồi mình mới chơi được nó ha. Với cái cây sức sát thương 11 này thì mình có thể giết nó một cách dễ dàng các bạn ơi. Nhưng mà mọi chuyện nó không dễ dàng như thế. Trong khu rừng này tôi nói con chó sói nó cũng bự nữa các bạn ơi. Không biết nó ăn cái gì mà nó to dã man luôn. Xong rồi mình đụng độ phải những con goblin và bị những con goblin giết. Đây chính là cái giá phải trả cho việc ảo tưởng sức mạnh. Sau đó mình cố gắng chạy để khỏi lấy lại cái đống đồ mình vừa farm được. Rồi mình đụng phải những con goblin pháp sư. Nó chịu hỏi sấm sét, nó đánh mình bay tứ phương tám hướng, chết tại chỗ các bạn. Sau bao nhiêu cố gắng thì mình mới quay lại được cái chỗ này để lấy lại cái đống đồ quý giá của mình các bạn ơi. Và mình cứ phải gọi là khu vực này nó như là một cái bãi chiến trường thật sự. Khi mà những con goblin, những con zombie và tất cả những con quái đều gom lại chỗ này. Pha này là mình bị tụi nó chịu hỏi sấm sét, nó đánh ịnh như là mẹ mà vả con vậy đó bạn ơi. Và sau một đêm trốn chạy khỏi bọn nó thì mình chui vào trong được một cái dungeon và mình núp đây tới sáng các bạn. Cuối cùng cũng thoát được. Ở đây mình phát hiện ra một cái di tích cổ. Mình lên đây mình đập cái lồng spawn ở chỗ này và loot. Ở trong cái rương của cái này thì mình phát hiện ra một cái quả táo dai enchant các bạn, rất là ngon. Mình chui xuống nước để tránh khỏi sự truy đuổi của mấy cái con quái. Nhưng mà mình nào ngờ được đâu các bạn ơi. Tụi goblin xếp hàng ở trên bờ chờ mình ngoi lên để có thể gọi là phong vô đầu của mình các bạn. Nên là mình quyết định mình ngập ở dưới nước. Sau đó mình tăng đam và máu của mình lên. Rồi mình thực hiện kế hoạch dụ tụi nó xuống dưới nước và sau đó đánh giết từng con một cách dễ dàng các bạn ơi. Đây gọi là chiến thuật chống lại quân Mông Nguyên ngày xưa mà ông cha ta thường hay dùng đây. Sau khi đã thoát khỏi tay được của bọn goblin thì mình ghé vào trong một cái hang và quyết định farm sắt và than để có thể lập nghiệp lại từ đầu tại chỗ này, chế lại một số lượng vũ khí. Và cuối cùng màn đêm cũng lại tiếp tục buông xuống. Lúc này là mình sẽ phải đi chiến đấu với những con zombie trong rừng để có thể là bảo vệ cái khu vực của này và farm thêm một số lượng kinh nghiệm nhất định để có thể lên level và nâng cấp thêm những cái skill mới các bạn ạ. Và khi đồ đạc đã đầy đủ, mình quyết định lại tiếp tục tiến vào trong rừng để tìm một cái nơi nào đó an toàn để có thể ở lại được. Lần này mình chế tạo cho mình một cái khiên để có thể chống lại đòn tấn công những con quái. Và mình rất may mắn mình phát hiện ra được một cái căn nhà trong rừng. Pha này mình định dạo các bạn. Mà nào ngờ đâu một cái con quái vật nhện nhiều chân nó đứng trước cửa nhà các bạn ơi. Nó phục sẵn mình. Cũng may mình có cái khiên mình đỡ lại chứ thôi là mình nghẹo với con này. Con này thì nó chạy rất là nhanh và đánh rất là đau luôn. Giết được nó thì mình đã có thể vào được trong căn nhà kia một cách an toàn rồi. Trong đây là một cái dungeon trá hình ha. Nhưng mà đặc biệt là ở chỗ này nó khá là tiện nghi. Có cả một cái giường đó bạn, nên là quyết định mình đặt nền móng là chỗ này. Mình ở lại ở đây luôn các bạn ơi. Sáng ngày hôm sau thì mình lại tiếp tục đi phiêu lưu và khám phá. Mình phát hiện ra được một cái thư viện rất là to nằm ở trong cái khu rừng này, giống như là một cái chùa ấy các bạn ơi. Ở trong đây thì mình thấy có rất là nhiều sách, nhưng mà hiện tại mình chưa cần cái đống sách này đâu, sau này mình sẽ lấy sau. Mình mở những cái rương ra thì phát hiện ra ở trong đây có những cái cuốn sách enchant rất là ngon các bạn ơi. Nhưng mà không biết trong đây có quái gì không. Pha này mình loot mình sợ kiểu gì á. Nhưng mà mình mới biết được đây là nơi mà thầy ông nội cùng với những đồ đệ của mình tu luyện ở trong này nha các bạn. Đi ra khỏi cái thư viện thì mình thấy được ba con goblin. Lúc này mình có thể vận dụng những cái skill chiến đấu mà mình đã học được sau nhiều lần hành để mình hạ tụi nó các bạn. Khá là dễ dàng để có hạ nó. Nó ra một cái loot bag và mình loot cái loot bag này thì mình nhận được ba cục sắt. Khi trên đường quay trở về nhà mình phát hiện ra được một cái cánh cổng khá là kỳ lạ. Mình nghĩ đây là một cái dimension để đi đến một cái thế giới khác. Trong đây có sắt và một số thứ. Và sau đó mình quay trở về nhà để đột kích luôn cả cái dungeon ở dưới căn nhà mình luôn. Mình chui vào trong dungeon này chủ yếu là để đi kiếm những cái vũ khí và những cái món đồ ngon hơn. Và ở dưới này thì quái vật thì cứ phải gọi là rất là đông luôn. Đánh xong cái đống này thì mình lên được khá là nhiều level nha các bạn. Càng xuống sâu hơn thì những con quái nó cầm vũ khí và cả khiên nữa các bạn ơi. Ở trong đây thì mình loot được một cái cuốn sách tên là Sword Master. Cái cuốn sách này có thể giúp chúng ta tăng tốc độ tấn công của những cái loại vũ khí như là katana và tachi lên một cái tầm cao mới, khoảng 30% tốc độ đánh á. Càng xuống sâu hơn thì độ sẽ ngon hơn, nhưng mà những con quái nó cũng rất là mạnh nha các bạn. Ở đây thì con zombie nó chơi full giáp, nó cầm cúp nó gõ mình luôn các bạn ơi. Còn nguy hiểm hơn là những con skeleton, nó có thể one shot các bạn bất cứ lúc nào và cũng nó rất là đông luôn các bạn ơi. Pha này là nó bắn mình còn có 0.20 mấy giọt rồi các bạn. Chút xíu nữa là hẹo rồi. Do sợ quá nên mình quay lên trên và kết thúc 5 ngày đầu tiên của cái cuộc hành trình Elden Ring này. Phải gọi là rất là khó các bạn ạ.
Ngày thứ 6, bắt đầu bước qua thế giới bên ngoài để đi khám phá xem là thế giới Elden Ring Minecraft nó có gì thú vị hay không, và có gì để đáng mong chờ hay không. Thì mình phát hiện ra được một cái giống như một cái tòa thành và một cái ngôi mộ, và quyết định khai quật nó lên các bạn ơi. Ác giả man. Và trong đây mình lượm được 8 cục kim cương, rất là ngọt sớt các bạn ạ. Chắc là mốt mình sẽ chuyển sang nghề đi đào mộ luôn. 8 cục kim cương và một cái quần và một cái đôi giày enchant, nó lại là quá thơm bơ các bạn ạ. Sau đó mình đột nhập vào trong cái tòa hành đó để coi coi là trong đó nó có cái gì. Thì mình biết đây là căn cứ của cái bọn cướp làng. Mấy ông cướp làng này nhìn dữ dằn lắm các bạn. Kiểu có nguyên cái đính nguyên cái cục ngọc ở trên đầu như là người Ấn Độ vậy đó. Và mình tiêu diệt hết mấy ông này và đi vào để loot. Thì ở trong đây thì đồ cũng cực chi là ngon nha. Lapis và một cái loại lọ nước thánh các bạn. Lọ này uống vô là các bạn được gần như là full effect luôn các bạn ơi. Rất là ngon. Và thêm 2 cục kim cương nữa. Mình leo lên tầng cao nhất của cái tòa hành này thì mình phát hiện ra trên đây có một con boss. Đó là con Black Argon Golem. Một con Argon Golem đen giống như là robot á. Do bọn cướp làng này chế tạo ra. Nó phóng mình một cái muốn ải chĩa luôn các bạn ạ. Nhưng mà cũng may mình có cái cây totem nên là mình có thể sống lại một lần nữa và thành công tiêu diệt cái con Black Island Golem này. Và mình tiêu diệt được nó xong thì coi như là kết thúc cái hành này rồi đó, chả còn gì để có thể loot nữa. Mình phát hiện ra ở gần đó có một cái căn nhà nhìn khá là u ám. Mình cũng thử thách mình đi trong đây mình khám phá xem là trong đây nó có gì hot hay không. Tại vì mình thấy trong đây khá là nhiều gương nên là mình quyết định vào loot các bạn ạ. Nhưng mà nhào ngờ đâu, chủ nhân của căn nhà này là một sát nhân các bạn. Chưa gì chân nó vô nó nhào chém mình như đúng rồi luôn các bạn ạ. Mình bị nó giết, phải gọi là khó khăn lắm mình mới quay lại cái căn nhà này để mình lấy đồ được. Ngày hôm sau thì mình đi vào trong rừng để thực hiện một cái chuyến khám phá khu rừng ở trong Minecraft Elden Ring. Và lại phát hiện ra thêm một cái mộ nữa. Như lần này xui hơn, mình chả nhận được cái gì từ cái mộ này. Mình phát hiện ra một công trình gì đó khá là to và một cái nghĩa trang. Và mình bắt đầu vào đây, đã bắt đầu nghề trộm mộ các bạn ơi. Mình sẽ chuyển nghề từ chiến binh sang đi trộm mộ. Nhưng mà tiếc thay là mộ này không có gì. Nhưng bên trong đây nó có cái ngôi nhà khá là to hơn. Trong đây có một cái gương. Và khi mình mở rương ra thì những cái hồn ma ở trong cái nghĩa trang này bắt đầu thức tỉnh dậy để gọi là nguyền rủa và tấn công mình các bạn ơi. Phải gọi là rất chi là ghê gớm ha. Nó làm mình liên tưởng tới cái tựa game Diablo các bạn. Ở đây có tận 3 con ma các bạn. Và chúng ta phải tiêu diệt nó vì nó bám khá là dài ha. Không tiêu diệt nó là nó bám tới trưa tới chiều luôn á. Do là trời cũng bắt đầu sụp tối nhưng mà không có chỗ nào để mình trú lại. Vậy nên là mình phát hiện ra được một cái công trình, một cái ngôi nhà. Nhưng mà dưới đây nhìn thấy ghê lắm bạn. Thôi, thà mình ngủ ở ngoài chứ cho tiền mình cũng không ngủ trong đây đâu. Nhìn tởm vãi chưởng các bạn. Ngày hôm sau thì mình đột nhập vào trong cái căn cứ của bọn Pillager. Thì mình thấy được trong đây có một cái thanh kiếm rất là ngon, tên là Headstealer. Đây là một cái thanh kiếm màu đỏ, có sức tấn công là 15 dam. Và mình thấy là cái khu này cũng khá là thích hợp để có thể trở thành căn cứ của mình. Và mình bắt đầu đi khám phá trong này để xem là có gì hot. Và mình thấy trong đây có một cái nhà tù dùng để nhốt người các bạn. Và bên đây là một căn phòng để thực hiện một cái nghi lễ tà giáo gì đó các bạn. Rất là ghê khi mà sách nó chất chồng đây luôn. Mình nghĩ là bọn này là một cái bọn gì đó khá là bệnh hoạn và có cái âm mưu đen tối gì đó các bạn ơi. À, nói chung là nhìn ghê gớm lắm các bạn ạ. Mình không dám vào trong đây luôn. Và ở quanh khu vực này á, theo như mình thấy thì nó rất là nguy hiểm khi mà mình thấy có một con Cyclops ở đây và một số những cái bọn quân lính triều đình. Bọn này thì mình đã từng tiếp xúc rồi. Và mình quyết định quay trở về nhà của mình để sắp xếp lại một số đồ đạc. Rồi chúng ta mới đi chiến đấu tiếp. Ở đây thì mình có ghé qua nhà của mấy chú tiểu để lấy một ít sách về làm bằng enchant ha. Tại mình lấy được cái bằng enchant từ bên chỗ của mấy con kia nó về á bạn. Và làm cho một cái cây enchant. Nhưng mà mình nghĩ là hiện tại mình vẫn chưa có đủ đồ để mình có thể enchant đâu. Vậy nên là làm trước, sau này chúng ta sẽ enchant sau. Sau đó mình va xuống cái dungeon để đi raid lại một lần nữa xem lần này có đồ ngon gì hay không. Vừa va xuống thì mình lượm được ngay cho mình 3 cục kim cương. Quá là ngon luôn đó các bạn. Sau đó mình bước vào những cái tầng sâu nhất của cái dungeon này để bắt đầu đi khám phá nó. Ở đây thì cái bọn quái mạnh cực kỳ luôn các bạn. Nhưng mà mình hiện tại cũng không có yếu lắm nha các bạn. Nên là có thể chống lại được bọn này. Mình phát hiện ra được một bầy skeleton full giáp sắt. Nhưng mà mình đã có thể cách để bully nó bằng cách là mình đục ra một cái lỗ và đứng ở trong chém ra thôi. Và chúng ta có thể farm kinh nghiệm từ cái bọn skeleton này một cách khá là ngon nghẻ các bạn, không sợ phải bị chết luôn. Và mình đã nâng được thêm một cái điểm nữa. Ở đây thì mình sẽ nâng sát thương để đánh cho đào hơn. Khi càng xuống sâu thì sức mạnh của bọn quái cũng đã tăng lên rất là nhiều. Nhiều con nó có enchant các kiểu là đểu luôn, chém ra lửa các kiểu nữa. Vậy nên là mình ráng quyết định mình chạy lên trên để bảo toàn mạng sống của mình.
Ngày thứ 17, mình thực hiện một cái chuyến khám phá để đi tới những nơi xa hơn ở trong cái vùng đất Elden Ring này để xem là có những cái thứ gì hay ho hay không. Tối ngày hôm đó thì mình dừng chân tại một cái khu rừng để tiến hành đi ngủ. Và trong lúc đang ngủ thì mình nghe tiếng bóc Pepsi và một cái đùng một cái hay chút xíu nữa là hồn bay phát lạc. Sáng ngày hôm sau thì mình đi vào trong khu rừng và tìm được một cái doanh trại khá là to của mình nghĩ chắc là của bọn Pillager rồi. Vào đây để khám phá xem là có gì hay không. Thì mình thấy khu này cũng khá là đẹp, nhưng mà đồ thì nhìn chả ngon miếng nào các bạn. Những anh Pillager ở đây thì cũng hiền khô à. À, không có đánh mình ha. Nhưng mà rõ là thì đồ của mình dởm lắm các bạn ơi, không có vũ khí gì ngon hết. Nên là mình sẽ là tiếp tục đi vào trong rừng để tới những cái nơi tuyệt vời hơn để kiếm vũ khí. Mình tìm được một cái ngôi làng các bạn, một cái bản làng, nhưng mà mình không thấy người dân ở đâu cả. Khá là thắc mắc. Ở đây có một cái ngôi nhà khá là to. Mình đi ở đây thì mình bị bọn Viking tấn công. Bọn này thì nó vô cùng hiếu chiến ha, nó tàn cho đánh hội đồng thôi. Nhưng mà cũng may vũ khí của mình rất là mạnh, mình có thể solo lại được với bọn nó ha. 1-5-6 được luôn nha các bạn. Bọn này nó hiếu chiến nhưng mà nó ngáo lắm bạn ơi. Nhìn cứ như Kratos trong God of War. Tụi nó có một cái ngục tù dưới này, đồ cũng khá là ngon. Nhưng mà do là hết slot rồi nên là mình chế cho mình một cái ba lô để chứa đồ nhiều hơn, chúng ta mới đi khám phá được các bạn ạ. Sau vài ngày lang thang trên cái hoang mạc tuyết này thì mình cũng đã thấy được một cái bộ xương rồng rất là to các bạn. Và mình sẽ phải lại trong đó để loot các bạn ơi. Phần này mình gặp xương rồng mình mừng lắm, tại vì mình biết được sắp có dấu hiệu của rồng rồi. Ở đây thì mình loot ra được một cái đầu của con rồng Stay 4 và một cái công trình màu đen thù lùi luôn các bạn, như thang vậy đó. Và nhìn cái quả tuyết xung quanh mình nghĩ chắc là một cái đền boss rồi, nhìn khá là ghê. Ở đây nó cũng bị khóa luôn, không có vào được. Mình nghĩ đây là một cái con boss đó rất là ghê gớm các bạn ạ. Sau một cái chuyến hành trình khá là dài, mình quay được trở về nhà và chế cho mình một số những cái vũ khí. Lần này thì mình quyết định chế cho mình một cái cây gậy phép để chưởng vào bọn quái cho nó phơi. Và một cái cây gậy quyền năng để mình có thực hiện những cái quyền năng đa năng giúp mình sống sót trong những cái trận combat nảy lửa các bạn. Và đó là 25 ngày của cái cuộc hành trình Elden Ring Minecraft này. Ngày thứ 25 mình chế tạo cho mình thêm một cái bao đựng cung dắt ở sau lưng như thế này, nhìn mình có vẻ khá là giống một chiến binh hơn. Và mình bắt đầu nâng cấp vũ khí của mình lên. Ở đây mình chế cho mình một cây thương dài các bạn, Diamond Spear. Cái cây này á, thì tầm đánh của nó rất là xa và còn đánh nhanh nữa, có thể giúp chúng ta trong nhiều trường hợp bất chấp, nên là ưu tiên chế. Và một cây Iron Wrist Sword, một cây trọng kiếm cỡ lớn với sức sát thương là 15 đam, có thể đánh diện rộng, là một cái vũ khí khá là tối tân. Và sau khi đồ đạc và vũ khí đã chuẩn bị đầy đủ thì mình sẽ lên đường đi tìm những con rồng và những cái công trình để chúng ta săn đuổi tụi nó nha các bạn. Và khi mình vào trong rừng, mình phát hiện ra được một cái căn nhà gì đó nhìn khá là ghê. Mình nghĩ đây là một cái căn nhà bỏ hoang ở trong rừng rất là lâu rồi. Ở trước nó có ghi một cái bảng gì đó, cái gì mà skeleton gì đó bạn ơi. Và có một cái hố, là hố chôn xương người á, nhìn ghê lắm á. Trong lúc mình đang loay hoay mình đọc cái biển này thì ở đâu ra bà zombie, bà lao lại bà giả vô mình cái bạn, hết hồn hết vía luôn bạn ơi, chút xíu nó gớt tim rồi. Lúc này mình truy cập vào trong cái ngôi nhà này. Trời ơi, tao nói nó gớm thật sự luôn các bạn. Vừa mở cửa ra mình thấy nguyên cái đầu sọ của con Creeper. Chút xíu nữa là xỉu ngang nữa các bạn ơi. Mình cũng không biết tự nhiên mình đi vô trong căn nhà làm gì không biết nữa. Tàn là mấy thứ gì nhìn mà nó ghê gợn lắm các bạn ơi. Mình mở những cánh cửa trong đây ra thì trong nhà này, ôi thôi đi, quái vật thì tùm lum tà le luôn, nó túa ra nó quánh mình. Pha này mình không kịp chạy ra khỏi căn nhà này là mình bị tụi nó tiêu diệt rồi đó các bạn ơi. Ghê quá trời ghê luôn. Và cái kết là mình phải băng trong đêm để mình thoát khỏi cái khu vực này, tại vì nó quá là kinh dị các bạn ạ. Có khá là nhiều thứ đắt bốn bốn là mau trong cái khu rừng này. Một đêm ở trong rừng thì mình cũng ra được tới bờ sông của khu vực này. Và mình thấy những cái vách núi khá là to, nó chặn đường mình không cho mình đi qua bên kia sông các bạn. Bắt buộc mình sẽ phải bơi để tìm một cái con đường khác tốt hơn để có thể gọi là đi khám phá. Và phải băng qua con sông này. Khi băng qua con sông thì mình tới được một cái vùng đất nhìn khá là trống trải, lại vào một cái nghĩa trang. Và mình lại tiếp tục hành nghề đào mộ. Lần này mình thông minh hơn, mình đập cái gương ra luôn, chứ để không thôi mà mấy ông bà quay về quật mình chết. Mình còn thấy được một cái cục băng dưới đồng cỏ, tự nhiên lại có cục băng. Thì mình đã nghĩ ngay tới việc ở đây có một con rồng, và chính xác là một con rồng băng ở đây các bạn ạ. Và chúng ta chuẩn bị vào trong cái chiến dịch tiêu diệt con rồng đầu tiên. Thì với kích thước đó thì mình nghĩ đó là một cái con rồng Stay 4, và hiện tại là mình sẽ phải chiến đấu với nó. Ở đây thì mình sẽ không thể nào tiếp cận để đánh cận chiến với nó đâu, và chúng ta sẽ phải bắn nó từ xa để có thể gây sát thương cho nó.
Con rồng này tấn công chúng ta bằng hỏa băng và mình sẽ phải gọi là dụ nó tới khi nào mà nó xuống đất thì mình mới sử dụng cận chiến, chúng ta bèm nó. Pha này thì mình sẽ sống máy nó luôn đó các bạn. Mình sử dụng những vũ khí mà mình có được để bèm khô máu nó. Và cuối cùng nó cũng đã cứng đơ cứng còng rồi. Và đây là lần đầu tiên mình tiêu diệt được một con rồng. À, giáp trụ của mình các kiểu đồ hỏng hết luôn nha các bạn. Vì cái sức cắn của con rồng này có thể phá giáp, chỉ còn lại mỗi cái nón mending của mình thôi. Và mình đã tiêu diệt được một con rồng băng. Mình loot cái tổ của nó để tìm xem có thứ gì ngon không. Thường thì tổ rồng có rất là nhiều sắt, vàng và mấy thứ khác nữa. Nhưng mà ở đây may mắn hơn, mình kiếm được hai cục kim cương các bạn. Ngon ơi là ngon luôn. Và rất nhiều những cái bạc. Ở đây mình sẽ lấy mấy cái bạc này sau này về nhà mình chế áo giáp nha các bạn. Cũng rất là xịn luôn á. Cũng may ở gần cái tổ rồng có một cái nhà của ông dân làng Hơ Gàng, nên là mình vô đây mình chơm chữa đồ. Nhà cũng ngon lắm, có mảnh gió cổ đại luôn các bạn. Mình cũng sẵn tiện mình nung ít thủy tinh lên chế cái chai đang sáng mai chúng ta múc cái máu rồng á. Múc máu rồng, sau đó mình sẽ lút xác cái con rồng này để xem coi là có gì hot hay không. Thì mình nhận được trái tim rồng, xương rồng và vảy rồng. Như đây chắc là đủ để chế một cái quần thôi. Và sau đó mình sẵn tiện mình chạy vô trong nhà của ông dân làng, mình chế luôn cái cây kiếm xương rồng, tẩm máu rồng bằng luôn nha các bạn. Để sau này chúng ta có cái để mà chúng ta xài ha. Cây kiếm này thì nó màu xanh, nhìn cũng rất là chia đẹp luôn á. Bây giờ thì mình trông có vẻ khá là chiến hơn rồi đó các bạn. Nhờ cái bộ giáp silver mình nhặt được trong tổ con rồng và một cái khiên. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện những cái chuyến đi khiêu chiến với những cái bộ tộc mạnh mẽ hơn. Như đây mình đột nhập vào trong lâu đài của bọn quân lính triều đình. Giờ mình bắt đầu bêm nó. Nhờ khả năng gọi là hải diều siêu cấp của mình mà mình đã càng quét được hết khu vực này luôn. Bằng một cách nào đó mà sức mạnh của mình tăng lên một cách rất là đáng kể các bạn. Mình chấp luôn cả cái hàng trưởng cái thành này luôn các bạn ơi. Nó mặc giáp rất là cứng ha. Nhưng mà mình với cây cọng trọng kiếm là đủ săn các bọn này. Tự nhiên là do mình mạnh giả mang luôn các bạn. Mình còn có 4 giọt máu à, mà mình cân hết trơn cái hành này luôn các bạn ơi. Không sót một tên nào hết. Với cây trọng kiếm mình múa như đúng rồi luôn. Do là hiện tại sức mạnh đang tăng cao rồi, vậy nên là mình ghé qua cái đinh dền kế bên cái hành đó, mình phang luôn các bạn ơi. Xuống dưới đây thì mình mới thấy được sức mạnh của cây phóng lợn kim cương này các bạn. Cứ phải gọi nó bá đạo trong tôi hạt gạo luôn. Đánh tầm xa mà bun ly quái thôi rồi luôn các bạn. Pha này là mình trở thành Florentino với những pha xử lý cực kỳ nguy hiểm nè các bạn ơi. Và đây là Florentino. Florentino ui, quán múa phải nói là cực cắt. Đây phải gọi là những pha múa cực gắt đến từ vị trí của mình các bạn. Cái cây thương này nó chọt đáng sự luôn. Và farm xong cái đám quái dưới dungeon này mình cũng lên được thêm 2-3 cấp nữa. Nâng cấp lên tốc độ đánh của nhân vật nữa thì quá bá đạo. Mình còn lượm được thêm một anh Godlin Trader. Ở đây mình dùng Emerald của mình để mình đổi với ảnh một ít chai kinh nghiệm. Mình đập cho mình hit ha các bạn. Để tăng level lên, mạnh lên chứ không có gì hết. Rồi sau vài ngày đi raid dungeon thì mình trở về nhà, chế tạo cho mình lại một số đồ đạc, nâng cấp trang bị để trở nên mạnh hơn. Và chuẩn bị hành trình trở thành một Elden Lord các bạn ơi. Tại vì hiện tại sức mạnh mình cũng đã khá là gia tăng rồi. Không ngán bất kỳ con quái vật nào hết các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta cũng phải nâng cấp đồ đạc lên ha. Thì chúng ta mới quýnh lộn được các bạn ơi. Chứ đồ yếu lắm, không quýnh lại được đâu. Bây giờ thì trong mình có vẻ khá là giống một hiệp sĩ của thế giới Elden Ring rồi đó. Mình lên đường thực hiện một chuyến phiêu lưu mới. Mình phát hiện ra một cái lăng mộ cổ các bạn ơi. Có đúng một cái mộ ở giữa cái khu vực này luôn. À, mà nó thiệt chứ mình chơi series này mình phái cái nghề chậm mộ rồi đó. Ở đây thì mình phát hiện ra nguyên cái nghĩa địa chập bá lửa luôn các bạn ơi. Chúng mình là chuột sa hổ nếp. Và việc của mình chỉ là càng quét cái nghĩa địa này thôi các bạn ơi. Người chết cũng không tha nữa. Đào mà nát mấy cái mộ ở quanh khu vực này chân luôn các bạn ơi. Chắc mấy ông mà nằm xuống ở khu vực này mấy ông cay mình lắm. Nhưng mà thôi, nghề này đậu phộng mình bỏ nghề hiệp sĩ luôn cũng được nữa các bạn ơi. Chậm mộ phê thật sự các bạn ạ. Sau một ngày cày nát cái nghĩa trang thì mấy người chết ở khu vực này mấy ổng trỗi dậy đeo, mấy ổng đập mình các bạn ơi. Mấy ổng định thiến mình do mình chợ mộ của mấy ổng nè các bạn. Nhưng mà với sức mạnh của mình thì
Ông vừa đầu thai mình cho xuống địa ngục tiếp các bạn ơi. Đêm nay mình ngủ trong nghĩa địa luôn các bạn. Bạn thấy có ai chiến như mình không? Chờ mộ xong ngủ trong nghĩa địa luôn. Trước khi ngủ mình phải khấn vái các kiểu ha. Sáng ngày hôm đó mình có nhận được một cái quyển sổ từ một cái xác chết ở dưới gốc cây ở trước cửa của cái cổng nghĩa trang này. Và nội dung của cuốn sổ đó là: Ngày 106, tháng 5 cho qua trong nháy mắt. Sự quy củ ngôi làng này và thói quen hàng ngày của nó là một điều phước lành cho cơ thể mệt mỏi của tôi. Đối với ngày thì ngược lại, mỗi ngày cho qua khiến ngày thêm căng thẳng và nóng tính. Tôi nghĩ đến lúc chúng ta phải tiếp tục sớm. Qua những câu nói này thì mình nghĩ đây có thể là một bác sĩ đang nói chuyện với bệnh nhân của mình và ghi lại thông tin của anh ta và tình trạng của anh ta. Ngày 107, một trong số dân làng bị ốm vào sáng nay và tình trạng của anh ấy trở nên tồi tệ hơn. Theo từng phút, da anh ấy nổi mẩn đỏ và mắt anh ấy bắt đầu chảy máu. Anh ấy đã chết sau vài giờ. Chúng tôi sẽ ở lại để làm lễ tang, cầu mong anh ấy tìm được bình yên. Quyển sổ này có tên là Điềm báo đầu tiên. Thì theo như mình nghĩ, đây có thể là một cái căn bệnh gì đó đã tới với cái ngôi làng này. Và người bác sĩ này đã viết lại nhật ký về những cái dấu hiệu sắp xảy ra đó. Thì mình nghĩ đây là một cái bối cảnh khá đen tối của cái thế giới Elden Ring này. Mình trả lại cuốn sổ cho cái xác chết ở dưới gốc cây và giúp ông ta yên nghỉ. Khi đọc xong quyển sổ này thì mình cảm nhận được thế giới trong Minecraft Elden Ring này là một cái thứ gì đó rất là đen tối, không được trong sáng cho lắm các bạn ạ. Ngày thứ 45, mình phát hiện ra được một cái ngôi thần điện nằm giữa một cái khoảng đất trống ở trong rừng như thế này. Nhìn khá là trang nghiêm. Ở trong đây thì mình đi vào để loot những cái món đồ có trong khu thần điện này. Và nó như là một cái mê cung các bạn ạ, nhưng mà có vẻ khá là trang nghiêm. Mình tìm được khu trung tâm của khu thần điện này các bạn ạ. Nó rất là to. Và ở trong rương ở đây mình phát hiện ra được một đống kim cương luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình sợ nó có bẫy á, nên là mình tránh ra. Ở đây mình loot được rất là nhiều những vật phẩm và đồ đạc làm từ kim cương, những cúp kim cương enchant và những cái artifact. Mình nhặt được một cái cúp mending và cây sản hiệu suất 4 các bạn, ngon ơi là ngon luôn. Và một cái đầu lâu đen, đầu lâu obsidian. Cái đầu lâu này thì mình đeo dưới hông của mình thì nó có sẽ giúp chúng ta gọi là giảm sát thương lửa. Mình phát hiện ra ở dưới cái thần điện này là một cái dungeon rất là to. Ở dưới này thì mình đụng độ phải một con boss, đó chính là Mutant Blaze. Và mình có một trận chiến khá là ác liệt với nó, bị nó vụt lên vụt xuống như là một cái mảnh rách luôn các bạn, như một cái lốc xoáy mà nó xoáy mình lên trên không vậy. Nhưng mà với cái kiếm băng của mình thì mình đã có thể tiêu diệt cái con Mutant Blaze này một cách dễ dàng. Tiêu diệt được Mutant Blaze thì mình đột nhập vào trong cái thần điện này để xem là có gì. Thì mình nhặt được một cái rương. Ở trong rương này có khoảng 28 cục kim cương, cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Và một cái mặt dây chuyền có thể giúp chúng ta gọi là chống lại sát thương. Khi mình nhận sát thương chúng ta có khả năng bất tử. Và mình sử dụng sức mạnh của cái dây chuyền này để mình càn quét toàn bộ cái dungeon này bằng cái cây trọng kiếm của mình các bạn. Cứ phải gọi là rất là chiến luôn, như Doom Slayer các bạn ạ. Ngày thứ 50, mình đi tìm cái lâu đài của bọn quân triều đình để tiếp tục quánh tụi nó. Ở đây thì mình sẽ quánh tụi nó để farm một số lượng lớn kinh nghiệm để nâng điểm skill lên các bạn. Do là nhờ cái kỹ năng hải diều của mình, vậy nên là việc đánh bọn này khá là dễ dàng với mình luôn. Mình nhớ ngày xưa mình chơi series fantasy bị bọn này ăn hiếp quá trời luôn. Mà bây giờ mình căng nguyên cái tòa thành này chỉ với một cái kiếm và mấy cái khiên là mình có thể chơi được với nó rồi. Rất là chiến luôn các bạn ạ. Sau rất là nhiều lần ăn hành thì kỹ năng chiến đấu của mình hiện tại nó cũng đã tăng cao lên rất là đáng kể các bạn. Khả năng múa kiếm của mình bây giờ còn dữ hơn cả Florentino nữa. Chỉ cần chém một cái là tụi nó văng ra 80 thước các bạn ơi. Chém rất là dữ luôn. Tới nỗi cái thằng mặt giáp cứng nhất cái tòa thành này cũng không là cái gì với mình hết các bạn ạ. Lộn lăn các kiểu quá dữ. Với khả năng chiến đấu của mình hiện tại thì mình có cơ may sẽ trở thành một Elden Lord sắp tới đó các bạn. Ở đây thì sau khi farm xong con này mình có được 2 điểm skill. Ở đây mình nâng lên một cái điểm sát thương tai và một cái điểm máu nha các bạn. Sau đó mình đi vào trong rừng và phát hiện ra được một cái khu vực di tích cổ
Di tích này nhìn có vẻ rất là lạ các bạn. Mình cảm giác là mình chưa gặp cái di tích này lần nào. Và nó có những cái loại quặng nhìn nó lạ quá các bạn ơi. Không biết đây là cái quặng của cái mod pack nào luôn. Nhưng mà khi mình đột nhập xuống đây thì mình thấy những anh da đen cao to đen hôi, ba bốn anh gì đó các bạn. À xúm lại đặng phan mình các bạn ơi. Nhưng mà may là mình có sức mạnh của man chính nên là săn mấy anh này khá là dễ dàng. Mà không hiểu sao mấy ảnh đen dữ, chắc là đạo phộng chuyện nhân của người Do Thái bị cháy đen thành tro hay sao các bạn ơi. Với mấy cái block ở khu vực này và ngoại hình của ông này thì mình nghĩ á, mấy ông này là một cái chủng loại người ngoài hành tinh xuống đây để xâm chiếm cái thế giới này các bạn à. Một người ngoài cái thế giới này các bạn, người thượng giới hay sao á. Mình đào xuống từ căn cứ của ông này á thì mình phát hiện ra được một cái khu vực spawn của cái con Grognor các bạn. Đây là cái con hiệp sĩ mặc full bộ giáp sắt và cầm một cái rìu rất là to, và là một con boss. Vậy nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu farm nó. Ngay ban đầu vô mình không biết là phải đánh nó thế nào các bạn. Khi mình đánh con này á thì chúng ta phải né nha. Mình chết một lần luôn các bạn, mình bị con này vả cho sắp ngặt. Chúng ta phải né rất là điêu luyện để nó bị dính cái cây rìu xuống đất á, rồi chúng ta chém sau lưng nó nha các bạn. Mà cây kiếm gồng của mình á là chuyên dùng để đâm sau lưng luôn, nên là chém cái con này cực kỳ đau nha các bạn. Vậy mà mình vẫn bị nó quơ trúng một hai phát. Tới cái phát cuối thì nó còn có ít máu, chúng ta sẽ phải sử dụng cây cuốc. Chúng ta gõ vào trong cái khu vực đó của nó, chúng ta dùng kiếm không có được đâu. Dùng cây cúp chúng ta gõ vô thì nó mới chết nha các bạn. Khi nó chết thì nó ướp mặt xuống sông quê nhìn hài lắm các bạn ơi. Và khi đó nó gơ ra một cái đầu và một cây rìu. Với cái đầu của cái con hiệp sĩ sắt này á, mình đội lên mọc thêm 4 cái sừng nữa các bạn ơi. Ngầu dã man luôn các bạn. Bây giờ thì mình có vẻ là gai dáng một Elden Lord hơn rồi đó các bạn. Với thêm cây rìu nó bây giờ mình chiến lắm. Mong mình sẽ enchant nó lên cho nó mạnh thêm ha. Sau đó mình bắt đầu đi lên trên mặt đất để đi tìm những cái vùng đất mới. Mục tiêu của mình tiếp theo sẽ là con Frostmourne ở cái vùng băng tuyết. Sau vài ngày di chuyển thì mình cũng đã tới được cái vùng băng tuyết. Nơi đây là cái xào huyệt của bọn Viking. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đến đây không phải để chơi nó các bạn, mà là mình phát hiện ra được một cái tổ rồng cực kỳ to ở dưới đây các bạn ơi. Và đó là một cái con rồng Stay Fire, con rồng cấp độ 5. Và nó đã thức giấc các bạn, do là biết mình tiếp cận ở đây. Và mình sẽ phải uống một cái lọ thuốc Holy vô, tức là cái lọ nước thánh á. Và sau đó mình bắt đầu chiến đấu với con rồng này. Nó to dã man luôn các bạn. Mình nhìn mà mình rung cầm cập luôn á. Và ở đây mình có cây long bow. Con rồng này thì nó bay khá là cao, và mình ở dưới mình sẽ sử dụng cây long bow này để mình rỉa máu nó nha các bạn. Thật ra thì nó bay bay ở trên hoài, nó ít khi xuống lắm. Mình đứng dưới đây mình rỉa máu nó rất là tốt luôn. Sau một ngày trời nhây với nó thì nó đã bị mình đánh tới mức mệt và phải đi ngủ các bạn ạ. Đúng lúc mình đang cũng muốn thở các bạn ơi, mình bị nó đánh không kịp thở luôn. Lúc này mình đi lên trên đây để chuẩn bị lại cái bộ giáp và chúng ta mới chiến với nó được các bạn. Nó đã bắt đầu thức tỉnh lại khi mà mình chưa kịp úp sọt nữa các bạn ơi, do trời sáng quá nhanh á. Và mình không ngờ là cái cây kiếm băng của mình có thể chém ra lửa và gây sát thương khá là đau cho nó các bạn. Cái pha cuối này á thì mình dùng cái cây gậy nem led, nó đã cứu mình rất là nhiều các bạn. Mình spam full cây gậy các bạn ơi, tầm khoảng 50 phát là mình hạ sát được nó luôn các bạn. Cái gậy gậy này mình không ngờ nó lại mạnh tới mức độ đó. Giờ mình đã tiêu diệt nó bằng cách là spam một cách rất là tà đạo. Sau đó mình quyết định múc máu rồng, nâng điểm kinh nghiệm và có được một số vật phẩm đến từ con rồng Stay Fire này và một quả trứng rồng rất là ngon chim luôn các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ up nó, nhưng mà hiện tại mình có thứ khá là quan trọng, đó chính là con Frostmourne. Sau vài ngày đi tìm kiếm thì mình cũng đã phát hiện được con Frostmourne. Nó đang nằm ngủ ở cạnh một cái dungeon khá là to. Mình uống cái chai nước thánh vô, mình làm cướp cái artifact của nó các bạn. Nhưng mà nó mau lắm các bạn, nó nắm tay lại liền. Nó biết mình chạy lên, nó nắm tay lại liền. Pha này là mình không còn cách nào khác, mình sẽ phải chém nó luôn. Gù mời không uống, đạo phộng thích uống gù phạt. Và mình tưởng đâu là nó mạnh ghê gớm lắm các bạn. Pha này mình gán, mình chém liên tục vô coi đã làm được mình. Thì nó bị mình đánh như một cái mệt rách các bạn ạ. À.
Và kết, mình đã speedrun giết Voldemort chưa đầy 30 giây các bạn. Chết tại chỗ luôn. Và mình tiêu diệt được Voldemort, một con boss nữa. Và mình nhận được cái quyền năng của nó. Sau đó thì mình đi solo với mấy thằng lính các bạn ơi. Do là hiện tại mình cảm giác là mình đã mạnh lên rất là nhiều rồi. Khả năng cao là mình sắp trở thành Elden Lord rồi. Pha này mình đang quýnh mấy thằng lính á, thì ở đâu ra con quỷ gồng. Nó tiến lại gần mình á. Vậy nên là ngại gì mà không cân luôn. Con này có một stay 2, stay 3 các bạn. Sẵn tiện chúng ta test sức mạnh của tân Elden Lord xem là nó mạnh cỡ nào các bạn ơi. Và phải nói thật, chưa đầy 30 giây mình đã tiêu diệt con rồng và mấy thằng lính này luôn. Sau vài ngày thì em cũng sẽ phải quay trở về căn nhà yêu dấu của mình. Vừa quay về căn nhà yêu dấu của mình thì mình đến ngay cho mình cái bộ giáp rồng và enchant nó lên full luôn các bạn ạ. Cho nó chiến. Mà riêng cái quần, cái giáp và cái đầu á, ở đây thì mình enchant cái chân. Cái chân này thì mình book cho nó thêm một cuốn sách tên là Double Jump. Thì chúng ta có thể nhảy trên không á, nhảy được hai lần trên không như thế này đó, giống như một cái tựa game Terraria, không nhớ nữa. Đó, chúng ta có thể nhảy lên như đây nè. Rất là phê luôn các bạn. Và mình chế thêm mình một số lượng lớn cung xương rồng. Cái cung này thì vô cùng mạnh nha các bạn. Bắn một cái là một cái con quái tầm 40 giọt. Hẹo tại chỗ các bạn ơi. Cây này đem đi bắn rồng là hết sẻ qua 7 luôn á. Và hiện tại á thì mình thấy là những cây gậy 5 đét khá là giúp ích. Vậy nên là mình chế số lượng lớn luôn. Ngày 70-75 mình đã enchant cái đôi giày của mình lên một cái đẳng cấp mới. Nó có một cái enchant tên là Speed Boost. Với cái khả năng này thì mình có thể chạy với tốc độ bàn thờ các bạn ạ. Mấy anh Exeter chậm chó ở nhà các bạn phải kêu bằng cụ luôn các bạn. Đi khám phá thì thôi rồi luôn. Và mình có ghé qua một cái làng. Ở cái làng này á thì có một cái tượng hero. Ở trong tượng hero này có một cái totem và một số đồ khác. Mà mình là người chậm mộ mà. Tượng của mấy anh hùng của làng này mình cũng chơi tốt các bạn ơi. Không tha cho cái gì hết. Ở đây mình có cái totem Iron Golem. Mình đem cái totem này mình bỏ lên trên cái chỗ của bọn cướp làng các bạn. Spawn ra một con Iron Golem. Thành ra con Iron Golem nó tát bay đầu của mấy thằng cướp làng. Và mình còn phát hiện ra được một cái bộ lạc của những cái anh da đỏ các bạn ơi. Và mình vô đây để mình quẩy hết bọn nó các bạn ơi. Mình lên mình xuyên luôn hàng hữu lĩnh da đỏ trên đây luôn các bạn. Thằng mập bự này nè. Do là ổng cứ đẩy mình ra hoài à. Mình cay quá nên mình lấy cung bắn ổng. Chết tại chỗ. Đang đẹp trai đội cái đầu của ông này lên phát nhìn xấu trai hẳn luôn các bạn ơi. Như mặt bành vậy đó. Ngày 76 mình đi farm một số lượng lớn obsidian. Và mình giá cho mình cái cổng địa ngục. Mình đi xuống địa ngục và đi tìm cái lâu đài ở dưới địa ngục. Và mình đi tìm những con Wither Skeleton để mình giết nó. Chủ yếu để lấy cục xương đen các bạn. Tại vì mình định chế thêm một cái cây kiếm nữa. Ở đây thì mình gặp ngay một cái con Mutant Blade ở trong cái Blade Spawner luôn. Và mình hạ nó một cách ngọt sớt luôn các bạn. Do nó bị kẹt mà. Nhưng mà mình tưởng nó hạ nó là xong rồi. Nó nổ một cái chút xíu là banh xác rồi các bạn ơi. Sau khi có xương đen mình đến luôn thêm cho mình một cây kiếm còn băng nữa. Cái kết là hiện tại mình đang xài Dual Sword song kiếm nha các bạn. Và mình bắt đầu đi up chứng con gồng băng. Do là hiện tại mình đang cần việc với con gồng băng này. Vậy nên là mình up nó. Chứ không thôi là mình cũng không up nó đâu các bạn ơi. Do là mình làm biến nuôi mấy con gồng này lắm. Nhưng mà thôi vì các bạn. Con gồng này nở ra cũng rất là mau các bạn. Tầm khoảng một ngày trong game là nó có thể nở ra rồi. Và tem rất là dễ luôn. Một cục thịt heo là các bạn đã có thể tem được nó một cách dễ dàng. Và còn hai để trên lưng nữa. Rất chi và cute và dễ thương luôn các bạn ạ. Lần đầu tiên nuôi gồng mà nó được như thế này thì phải gọi là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái khâu phê pha nhất á, vẫn là cái khâu đi tìm thức ăn cho nó các bạn ơi. Nó cần xương và thịt. Vậy nên là đêm đó mình phải đi đồ sát mấy con skeleton và mấy con quái rất là nhiều. Và mình biết được khả năng chiến đấu của mình hiện tại đã lên tới cái tầm cao của những dân chơi rồi các bạn. Mình còn cân luôn nguyên một cái quân đội goblin gồm mấy chục con các bạn. Ở những cái ngày đầu tiên bọn nó ăn hiếp mình rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay mình có thể đồ sát cả gia tộc bọn nó mà không tốn một giọt máu nào các bạn ạ. Chém bọn nó như là chém trái cây vậy. Sau một vài ngày đi farm thì mình cần làm một cái Dragon Horn để có thể đưa con gọng mình vào. Và cách để kiếm xương nhanh nhất đó chính là đi vào nhà của mấy tay sát nhân. Trong đây có xương người nhiều lắm, mình lấy xương người về cho con gọng mình ăn bao bổ luôn các bạn ơi. Ở đây thì mình phát hiện ra anh sát nhân. Mấy ngày đầu tiên mấy ảnh cho mình đậu phộng ăn hành dữ lắm. Mấy ngày hôm sau mình chém ảnh như cái gì luôn các bạn. Trong nhà mấy ảnh nhiều xương lắm nha các bạn. Và thậm chí là đậu phộng còn có nguyên cái xác của mình từ mấy ngày đầu tiên nó chưa phân hủy nữa các bạn. Mấy sát nhân là biến thái dễ sợ luôn. Và những cái mộ cũng chính là mục tiêu mà chúng ta cần đi tới để lấy xương. Sau đó mình cho bé rồng của mình ăn Dragon Meal để có thể lớn nhanh hơn nha các bạn. Sau đó mình có thể cưỡi và đi khám phá. Và được việc lắm. Em béo no tròn lắm các bạn ơi. Nhưng mà tóm lại cái đống Dragon Meal đó vẫn chưa đủ cho con rồng của mình. Vậy nên mình phải lao xuống dungeon để đi lấy luôn mấy cục xương và mấy cục thịt ở dưới này còn sót lại các bạn. Vơ vét hết để cho con rồng mình ăn các bạn ơi. Cứ phải gọi là nó ăn sang lắm.
ăn thịt không hả bạn? Vậy nên là mình phải chế một số lượng lớn. Và mình tình cờ phát hiện ra được một thứ mà mình rất là yêu thích, đó chính là cái cây katana huyền thoại ở trong series Fantasy. Mình rất là nhớ nó luôn các bạn, nhìn nó mà mình hoài niệm, quá trời hoài niệm luôn. Samurai các bạn. Nhưng mà em vẫn đẹp như ngày anh có được em, nhưng mà hiện tại em quá yếu vậy mà. Sau đó mình nâng cấp toàn bộ những cái bộ giáp của mình lên, do là sau mấy chuyến đi nó muốn bị bãi á, mình dùng vải gồng để mình nâng cấp lên, chế tạo một cái gậy gồng và triệu hồi con rồng ra cho nó đứng ở nhà của mình. Hiện tại thì nó đỡ quá là to để mình có thể đưa lên lưng, các bạn đưa lên lưng là gãy lưng luôn á. Và mình quyết định làm một cái nên tác đặt lên tên cho nó. Ở đây mình đặt tên cho nó là Bella nhé. Và lý do mình đặt tên Bella là phỏng theo tên của một con thú Honkai cấp thẩm phán ở trong tựa game Honkai Impact 3. Đây là một cái con rồng màu trắng và là một trong những quái vật khá nổi tiếng của cái con game Honkai Impact 3 mà mình hay chơi. Một cái em rồng cực kỳ mạnh và ngầu luôn các bạn. Ngoài ra thì em này còn có khả năng biến thành một em gái khá là xinh đẹp tên là Bella nữa các bạn. Vậy nên là mình đặt tên em này là Bella nhé. Em này thuộc phe phản diện nhưng mà dám chừng có nhiều ông sim đó. Và mình đã hoàn thành 85 ngày của cuộc chặng đường Minecraft Elden Ring và hoàn thành được 50% của phần chơi. Trong những ngày tiếp theo thì mình sẽ đặt mục tiêu của mình là tiêu diệt những con boss còn lại và đi tới những cái dimension.